tôi phải về lục lại ký ức vì nó lâu quá rồi, hơn nửa thế kỷ rồi. Và tôi làm lại cái nhạc, và nó cũng đã chót ghi cả tiếng hát của tôi. Thì bây giờ thì để mở đầu cho cái cuộc giao lưu hôm nay thì xin mời các bạn hát cùng chúng tôi. Cho cái cuộc giao lưu hôm nay nó thật là đậm đà và ý nghĩa. Đàn em nhỏ đang ríu rít bên đồi, miền biên giới đường xa đèo cao vắng bóng bóng người, bàn chân nhỏ xinh cô bước trên đồi, đồi cao mà cô vẫn thấy yêu đời. Thank you.
người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Trăng vẫn lung linh trong vườn xưa, người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua thầm trôi mãi. Nhập ngũ thì ở ngay bộ tư lệnh thủ đô. Đấy, sau đó thì cũng chưa bao giờ rời khỏi được 3 tháng cả. Kể cả đi. Thế thì đấy là cái kỷ niệm của quân đội mà tôi còn giữ ra thì với quân hàm. Tất cả các bạn, chứ còn các bạn đồng nghiệp tôi, người thì yếu, người thì bận việc đó, người kia không đến được. Cho nên là hôm nay là rất xúc động và rất là cảm ơn tất cả tập thể của Hội Tông Công nghiệp nói chung. Và xin giới thiệu với thầy Vượng, đây là chính là cháu ruột của cô Hòa đã dạy Nga Văn. Vâng. Đã dạy Nga Văn chúng tôi từ lớp 8. Thầy nhìn bạn Ngọc Vân thì thầy sẽ thấy được hình ảnh của cô Minh Hòa ngày xưa. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng cảm ơn thầy, trân trọng cảm ơn bạn Ngọc Vân. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu bạn Băng. Con ơi, đi từ đâu tới đây, từ đồng lúa xanh dần, ngày ngày xuống ao này. Xin mẹ đừng mắng con, à rồi mama, con xin mẹ đừng trách con, à rồi mama, con xin mẹ đừng tức mình, cái đứa thanh niên chúng con vẫn yêu như vậy.
rồi tha lò nhà mai ô xe xe lê qua chùa bất cứ cái đền nào có cái gì.